ai đâu nói chị hát hay đâu. Tầm bậy, em nghĩ là hát hay. Tại vì cái mặt ảnh rất là giang hồ. Mở ra, ta cắt mì đúng không? Mở ra, mở xong ta chép cơm. Mở cái chân, mở cái mì. Thì à, em học đa khoa ra. Là khám tổng quát hả anh? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, em chưa khám luôn á. Gặp đầu bếp thì đòi nấu, gặp bác sĩ thì đòi khám. Không, em chưa có khám. Gặp đau bụng lắm. GetJob, tải app nhận việc đi làm ngay. Xem thêm tại getjob.vn. Hãy cùng chào đón siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Phải chăng ý em nói em gài cho mấy kèo này? Hai đứa nó ra y như hai cánh cửa vậy đó. Hai cái cột. Hai cái cột hả? Ừ. Cái dòng lắp anh luôn vậy đó. Siêu mẫu sao nó cao, nó đẹp quá. Nhưng mà Minh Tú này sai sai. Sao sai em? Đàn ông lắm anh ơi. Đâu có đâu, em nữ tính. Không em ơi, lần trước em tới đây có nhiều là em lộ ra hết rồi. Lần trước sao em quên? Trời ơi, em cũng điên loạn dữ lắm. Trời, em đảo cái vàng phải không Tú? Em mới cần anh nhắc em về những cái sự mất nết của em. Dạ cái đó chị hai của em mưu tính, còn em là Minh Tú. Mưu tính hả? Trời ơi. Giờ nè, nếu nhạc lên cái hai đứa hát mới ghê nè. Bây giờ một là tụi em hát là trường quay bỏ về. Hai là trường quay đang buồn ngủ sẽ bừng tỉnh dậy, tại dở quá. Cái gì mà ghê quá vậy? Mọi người đang buồn ngủ quá thì được tỉnh ngủ anh hiểu không? Vậy hả? Thì anh nghĩ rằng đó cũng là một cái liều thuốc cần thiết vào lúc này chứ bộ. Nhưng mà mang tính chất tiêu cực nhiều quá rồi, hát dở quá đó. Vậy hả? Còn Tú em tự tin không? Cũng không. Theo em ấy thì bạn ấy vừa hát cái bài mình học cách mèo kêu gì đó đó. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em có bạn hát tốt. Vậy Phan Bình Bình mỗi lần ở nhà em hát em vuốt gì? Nhà em vuốt gì có lông? Vẫn mấy cái micro với lại tai phone thôi à. Anh em vuốt lông chó, con chó nhà em cũng hay lắm, cũng thần thái lắm mà em hát nó không hay. Không, tại đó là con chó em. À, phải vuốt. Đang nói về mèo. À. Mời Tú. Đội em hôm nay điềm đạm quá nên thôi em cũng phải nói chuyện điềm đạm cho nó cân bằng. Em cứ sống thật với mình đi Tú. Dạ không, thôi đây là bản mặt thật của em. Có một điểm mà khi em coi á, thì em nghĩ á, là bạn đó hát sẽ không có hay. Bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Bởi vì khi mình đeo niềng răng á, thì cái khẩu hình miệng của mình để mà hát tròn chữ hoặc là hay á, nó sẽ rất là khó. Nó đâu có đeo cái gì đâu mà sao nó cũng có, khó vậy? Có đeo. Không, nó em đeo. Em đâu có niềng đâu, xem nó cũng khó vậy. Em đang học cho đỡ bị đớp. Ôi vậy hả? Con bé nó có hai cái răng thỏ. Hai cái răng thỏ. Bình thường em có cái gì vướng cái miệng em không mà. Cho nên là mình phải nói chậm thì em nghĩ là bạn đó hát không hay. Không hay luôn. Rồi Giang, ý em sao nào? Em thì cũng có cảm giác là hát không hay. Còn cái việc mà niềng răng một tí hay là không niềng răng một tí thì nó không thể biến một người hát hay thành dở hoặc là dở thành hay được. Sai, anh bậy. Sau khi em làm răng thỏ rồi em khẩu hình miệng của em nói chuyện bị đớt. Đáng lẽ làm răng thỏ nó không có đớt anh. Tại ba thèm cái xin thêm. Bây giờ làm cái răng hải ly nó dài như thế này nè. Bây giờ mới đớt. Còn theo em thì em nghĩ bạn hát hay. Tại bạn đẹp trai là một. Thứ hai, cái giọng bạn nói nó ấm. Với một con người ế như em cứ đẹp là được. Cái thương chọn một siêu mẫu mà giờ nói ế tội nghiệp quá. Nhỏ tới đây kiếm chồng. Trời ơi, em có kiếm đâu. Đợi chị bán em không à. Em chị bán kiếm chồng mà. Em không có kiếm. Em chị cũng muốn tốt cho em thôi cưng. Thành cho hai em ly cà phê luôn Thành. Quán đóng cửa. Không muốn tiếp hai đứa nữa. Tìm chồng cho giùm em luôn, sẵn mo. Nó my gu, nó my gu. Ok thôi chị sai. Tú nói bạn này không phải gu Tú hả? Gu Tú là gì vậy? Dạ. Dạ gu em là anh á. Hả? Nói gì? Cô em là anh đó. Cô em là anh đó. Ôi rối quá, rối quá em. Nghĩa rối quá, nghĩa em rối quá, chết thiệt, em rối quá. Em thì em nghĩ là cậu hát không hay. Ừ. Em nghĩ hay hả? Em thấy hay. Hay không? Hay. Rồi. Em thấy hay là nó hay à? Đúng. Ok. Khó quá. Khó lắm. Em thấy bạn này là một sự giả tạo. Tức là cái công việc đó đó hả? Đúng rồi. Thứ nhất là gấp bánh mì, gấp tè le, tè lưa á.
Tài gấp, còn gấp chuẩn luôn. Là gấp chuẩn là gấp sao? Gấp này? Là mới vô ta mở ra, ta cắt mì đúng không? Mở ra mở xong ta chép bơ. Mở cái chân, mở cái mì thôi. Cái gì tại ra đúng đó, chép bơ, chân chép pate, xong rồi mới gấp gãi, xong rồi phải gói bọc lại. Không, sợ dơ đeo cái máng đúng không? Nhưng mà thói tiền không đeo bao tay gì hết. Cầm tiền xong bỏ vô lại thấy bánh mì giả tạo. Đúng rồi. Nhưng mà giới như vậy á là hát hay. Tiền tiền tiền. Gì kỳ vậy? Giới như vậy là hát hay. Bé là thì mấy người nghệ sĩ á là hay giả tạo lắm. Họ rất là biết ngụy biện cho nên là em nghĩ là hát hay. Em nói nghệ sĩ nào giả giống tạo như vậy? Là em nó giả trong mặt nguyên vàng mình ở đây vậy đó. Em nghĩ là chị hát hay. Tại nhìn chị cũng lùn lùn giống em, nhỏ nhỏ con giống em, mặt cũng giống giống nữa, chắc hát hay á. Đúng rồi, anh định nói luôn á. Vậy là mấy người cao hát dở rồi anh. Em thử câu liền coi. Thôi bỏ đi. Đúng, đúng. Em thấy sao? Theo cái chuyên môn của em á, là cái tầm định giá, đánh giá của em á. Đây là buôn bán nhà đất, cái đầu định giá cưng. Em nghĩ anh này hát dở. Tại vì nãy giờ ai cũng nói hát hay thì em thấy là hát dở. Em là phải đi ngược với người ta vậy hả? Đúng rồi, nó mới lạ, mới đặc biệt. Sao liếc em dữ vậy? Tại vì thấy con nhỏ này nó nói chuyện mà nó chỉ đi vô cái hướng là giống như cảm giác, anh hiểu không? Hôm em coi phim kia thấy hay là này hay. Em thẩm định giá này thấy ok, được là được. Nó không có đưa giống ra. Em nhìn anh, em thấy ai nói anh xấu chứ em thấy anh đẹp trai. Con bé thông minh này, sống sâu sắc mà nó tâm lý, bé này hiểu chuyện. Đú mà nó nói cái gì sai quýnh em đi, em nói thiệt. Còn cái mệnh đời sao không? Nhưng không? Nhưng nếu mà anh Giang đẹp trai thứ nhất thì không có ai đẹp trai thứ hai. Trời ơi, cái gì, cái con gì? Con bé này gian xạo. Trời ơi trời, nó mới nói xong cái câu 1 đã thấy êm rồi, dừng lỡ đó đi. Cho cái mệnh đề 2 vô cái ta thấy mình giả tạo từ đầu tới đuôi. Ngay bên định giá người ta đã quyết định rồi. Em nghĩ là hát hay. Tại vì cái mặt anh rất là giang hồ. Đó, mà giang hồ là nhậu nhiều. Mà nhậu nhiều là hay hát nhảm nhiều. Anh nhậu cũng nhiều nè, anh đâu biết hát đâu. Hát hay, với lại đội của em nói hay là nó hay. Trời, bé có chứng kiến dễ sợ luôn ha. Em nghĩ là anh hát hay. Vì sao? Tại vì anh bấm lỗ tai. Trời ơi. Hai đứa này ở chung nhau. Em kiểu có một cái niềm tin mãnh liệt gì đấy. Em nhìn vào trong mỗi con người. Mà nãy giờ là cái niềm tin của em, cái sự nhận định của tụi em nó đi ngược hoàn toàn với là tất cả mọi người luôn á. Nhất là với đội trưởng của em á. Ủa đâu có em vậy? Ba mình chung đội không? Không có, hai đứa chung đội đó. Không, mẹ đâu có nói chị hát hay đâu. Bầm bậy, chết luôn á. Chứ em nói làm sao? Chị này làm nghề gì anh? DJ. DJ là phải trà dữ vậy luôn ha, trà vậy hả? Em đi chỗ đó nhiều mà em chưa bao giờ thấy chị này đó. Nhiều khi ta làm ở những cái quán bar nhỏ nhỏ sao em biết được. Em ơi, cái con người cũ mới bị đuổi, nhỏ nó vô mới rồi. Không, chị này hát dở. Dở? Dở lắm luôn. Ừ. Rất dở. Rất dở. Dở ngang ngửa cỡ em với lại chị Diệu Nhi trở lên luôn á. Không có số. Hát dở mà tự hào ghê. Sếp nó vô nhóm Diệu Nhi là em biết rồi. Bây giờ con số 3 đã được chọn. Thì mình phải chọn một con số khác. Số 3. Số 3 ta chọn rồi. Số 4 đi. Anh chọn gì? Số 4 đi. Số 4, em chọn số 4 hả? Oset muốn số 4. Oset muốn là ok, em ok hết. Only you. Nhà em có bàn rượu không? Mà nói chuyện với em, anh say quá. Oset muốn em ok hả? Okay. À? Như vậy là đội của Trường Giang quyết định chọn số 4. Số 4. Coi như là cái khu vực trung tâm chính giữa 3, 4 là mình dọn hàng luôn phải không? Cảm ơn các em đã có sự lựa chọn của mình. Còn biết sao bạn ấy chọn hình tượng Hàn Quốc Oppa hoàng cái khăn này để dành hát cái bài này đó hả? Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên Nguyễn Thanh Nhàn ạ. Em là bác sĩ mới ra trường ạ. Ồ, bác sĩ thiệt luôn á. Dạ. Nãy trong cái clip giới thiệu bạn ấy là bác sĩ và đó là công việc thật của bạn ấy luôn. Em chuyên khoa gì? Em làm về bác sĩ nào? Dạ, em học đa khoa ra. Là khám tổng quát hả anh? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, em chưa khám luôn á. Gặp đầu bếp thì đòi nấu, gặp bác sĩ thì đòi khám. Không, em chưa có khám. Gặp đau bụng làm gì? Ồ.